1 người ta cho điểm A có tọa độ là 1, 3, điểm B là trừ 2, 1. Viết phương trình tham số của đường delta trong mỗi trường hợp sau. Sẽ có 3 trường hợp. Delta đi có A và nhận vector U là 1, 2 là vector chỉ phương. B, delta đi qua AB. Và C, delta là đường trung trực của đường thẳng AB. Đấy, thì chúng ta giải quyết từng ý 1, ý A như sau. Là ý A này. Delta này, delta đi qua điểm A. Điểm A có tọa độ 1, 3. Và có vector chỉ phương là U delta. U delta là bằng 1, 1, 2 đúng không nào? U delta là 1, 2. Đó. Thì vậy viết phương trình tham số thì rất là dễ đúng không? Phương trình tham số thì có nghĩa là phương trình tham số của delta là x bằng x0 cộng a nhân t. X0 là 1 cộng a là 1, 1t. Được chưa nào? Y sẽ bằng y0. Y0 là 3 cộng với lại b là 2, 2t. T thuộc R nhá. Rất là dễ thôi. Xong. Chúng ta sang phần B. Phương trình delta đi qua AB. Delta đi qua AB, nhìn này, đây là A này, đây là B này. Thì AB chính là vector chỉ phương của đường delta luôn nhá. Vector chỉ phương là vector có giá song song hoặc là trùng với đường thẳng delta. Như vậy AB nằm trên delta thì U của delta ta chọn luôn là AB luôn nhá. Mà bằng bao nhiêu? Vector AB thì lấy B trừ A nhá. Lấy B trừ A, B trừ A, trừ 2 trừ đi 1 là trừ 3. Và lấy thằng này trừ này bằng trừ trừ 2. 1 trừ 3 bằng trừ 2. Nhá. Thì ta sẽ chọn một cái vector chọn U delta. Chọn U delta bằng 32 luôn. Nhá, trừ 3 trừ 2 ta có thể chọn U delta là 3, 2, không sao cả nhá. Như vậy phương trình tham số của delta chính là phương trình đường thẳng delta mà đi qua cả A qua cả B, thì ta chọn điểm đi qua. Điểm đi qua là điểm A hoặc điểm B đều ok hết, điểm nào cũng được nhá. X bằng đi qua điểm A nhá. 1 cộng với lại 3t. Y bằng 3 cộng với lại 2t. Với t thuộc R. Bạn chú ý là các bạn viết khác cũng được nhá. Ví dụ x bằng trừ 2 cộng 3t, y bằng 1 cộng với lại 2t cũng đều được cả, đều là phương trình tham số của delta. Rồi hai bạn làm bài thi mà ngồi cạnh nhau mà kết quả khác nhau nhưng mà đều đúng cả, có thể đều đúng cả. Vì là sao nhỉ? Cái delta này đi có vô số điểm cơ mà, nó có khác nhau ở chỗ này được. Không vấn đề gì cả. Thậm chí bạn nào viết